Giáo sư xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì cả nhà ơi, cái chỗ cái đường mương của mình nó cặp bên hông nè, thì hồi lúc là rau nhút dữ lắm, lộn rau ngổ thì dữ lắm luôn. Lâu rồi mình chưa có xuống hái á, thì hồi nãy mình thấy thì quá trời luôn nè, lắm luôn. Rau ngổ. Đây là rau ngổ nó tự mọc luôn. Đằng nào nước lên mà cũng sẽ có rau ngổ để ăn. Nè, một cái bự chua. Hộm hộm hơi chuối cái độc chứ. Lên là chuối cái đầu nhớ là lên tắm ba bịch bông. Rau ngổ này là lên xào ớt ăn. Thôi dầu không cũng ngon. Thôi tỏi á. Tỏi. Chị hai cũng muốn hái rau ngổ. Còn không, chị hai đặt cái cam đâu đi, hai chị em đi hái. Hôm nay Caramel đi chơi với người yêu à. Caramel vắng nhà. Rồi rồi, dính tới đầu luôn rồi. Cái này là cái chỗ mưa xả nước ra ngoài đồng đó cả nhà. Ngổ tự mọc luôn, không chặn luôn. Ơi non ghê ha. Ê, sao mà rau ngổ á, mình lúc đầu á, mình hái mình không gặp sâu. Rồi xíu mình lên mình lặt á thì mình thấy nó. Trời ơi, chị lại nói gì? Mà sâu ấy mà, sâu nhớ xíu xíu à. Rau ngổ này xào ớt ngon lắm á. Đúng vậy. Ủa, để mấy con ớt là giờ có ớt ăn rồi. Ủa hổm mấy chị mình thả mấy con cá dưới đây nè cả nhà. Không biết bữa nay nó lớn chưa nữa. Hay là nó đi ra ngoài sông luôn. Mà mình thấy nó ngớp quá trời luôn á. Hồi nhỏ mình đâu có biết ăn rau ngổ đâu. Tại nó nhăn nhăn nhẵn á xương. Nhưng mà lớn lên rồi á mình ăn được á, mình thưởng thức được cái mùi vị rau ngổ rồi á. Mình lại thích nó ăn. Ừ. Cảm giác như nó nhẵn nhẵn, nhưng mà mình ăn một hồi là thấy nó ngọt ngọt á, nó ngon, nó thơm. Nếu lúc không có ăn thật được hôm qua á, cái giờ ăn cái gì bởi vì tùy theo khẩu vị mỗi người ha. Bởi có người ăn được này, có người được kia, giống như là mình ăn hành được, ta không ăn hành được vậy đó. Sương hát cho cả nhà nghe bài Sương. Đẹp ơi mà em trốn nhà thế. Lúa thấy lại quay cấy xong rồi cái lớn ha, cái tới mùa lúa nữa. Lại quay cái lúa nữa. Nãy giờ ngọn chỗ mà em chưa hái xong nữa. Quá trời nó non rồi, ngon thấy ghê. Cái này để tầm mình hái xong để tầm tầng là nó đóng nữa rồi. Mình càng hái là nó càng ra. Nó nhảy ra. Mà công nhận cái này không cần trọng thấy tự lên luôn rồi. Có nước lỡ lên. Mà lúc đó, cắt lúa cái kiểu cắt lúa xong nó bị hư hết trơn mà chị hai chị dẫn lên rồi thì... cắt lúa người ta chú trọng đắp xịn á. Đắp xịn cái nó bị líp, bây giờ nó lên lại. Em là con gái miền Tây. Con Diệu nè.
Hóa giờ có một chỗ mà chưa xong nữa Tần. Quá trời luôn rồi. Lúa quá đẹp luôn. Lúa này cấy chưa chị Hai? Chưa, đúng rồi, chưa cấy. Tính ra cuộc sống như quê yên bình ha. Giờ sắp chiều cái mình đi hái rau, mình lên mình xào, mình ăn cơm là hết ngày. Xong rồi đi ngủ. Ngủ xong sáng thức dậy làm tiếp. Chiều đi hái rau nữa. Chị hỏi vậy. Chiều đi bắt ốc. Cuộc sống thì là gì? Lây quay là hết ngày nữa rồi. Mau lắm. Mình thấy tại mình ở dưới quê mình thấy nó mau vậy đó. Chứ em đi làm công ty á, nó lâu lắm. Đợi tới giờ về tờ ơi. Đợi cũng mọc râu. Được một chỗ nhỏ nè, dùm anh đây. Giờ gấp đây. Ây da. Cứng không vậy? Ghê quá. Cây cà pháo xương. Yeah. Cây cà pháo á. Cái này hả? Ừ, chị Hai trồng. Cây này là cây cà pháo, kia là cà tím. Mà cà tím bà ông bỏ rồi. Ê, nó lọc cây nè. Cái rau ngổ nè. Ừ. Có hẳn. Lỡ con kia hát kia bự đi xương. Hai gì chứ đi. Ai à? Ai á? Quá trời luôn. Thôi hết bên nhau rồi, cố gắng cho ai nay mình cô đơn. Sợ ta cách thức làm đôi, đôi nỗi ký thân nhiều lên đêm. Có anh nào muốn làm rể miền Tây không? Mình sẽ gả chị Hai mình. Mô Phật. Chứ mình mẹ mình chưa gả mình. Chị Hai nó cũng có chồng rồi. Thôi tình gian dở từ đây. Này rau dịu mà. Đây quanh kia. Khùng khùng mà lấy chồng sớm nó quýnh nâu mắt á. Chị ký nha, chị Hai với chân chị kẻ với chân. Nhớ chân một hồi luôn, nhớ chân. Nè, đây cái bự không à. Vừa bự vừa dài. Đó. Ôi dồi ôi, non quá ha. Bự mà, quá trên non luôn. Ôi, kiến không mà sao ngộ nó quay được. Ôi nghe bẻ cọc 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 đá quá. Rau muống này á mình đem lên mình. Rau muống hả? Rau muống đó. À, rau muống kia. Ừ. Tưởng chị nói này rau muống. Đúng không? Rau muống cái bên đó nó non đó. Mình đem lên cái mình ngâm chua á xương. Đúng rồi. Uống đồng á. Quá trời cá sặc luôn rồi. Cá sặc ngớp cá trời luôn cơ. Đem lợp xuống đặt mới được.
cái gô nó vô tới trong ngứa luôn kìa. Nếu mày có gió mát ha. Chỗ này chắc em kêu chị hái phụ quá. Nhiều quá hả? Ừ, quá trời. Miếng nó xong rồi. Thấy non quá à. Lên xào mỡ ăn. Chứ có ếch đâu xào. Vô này lúa đầu mùa mà sao đặt ếch nó không có gì hết trơn ta. Ếch đi chơi hết rồi. Ê là nó đổi nhà ở. Biết không, hai chị em mình nó đặt ếch. Đặt nhiều quá nó biết. Ừ. Sợ đi. Khổ luôn. Hôm nay vô ngõ làm văn về cưng. Làm sờ mỡ không chứ sao vậy? Sờ mỡ. Rồi tỏi á. Ngã tỏi rồi. Sao hành luôn đi. Nó hành luôn rồi. Trời đất ơi, nghỉ luôn đi. Có chỉ có xào dầu thôi. Xào dầu luôn. Không sao, việc gì khó nó có hàng xóm lo. Hàng xóm xin. Một cỏ luôn. Nhiều đồ ăn hả? Dư ăn luôn. Cho thêm một nhà ăn nữa được á. Đem đi bán đi. Giờ mình gán dịnh đi, mình đem đi bán đi. Chắc được 10 ngàn quá. Mua được 2 cục tỏi. Thôi kết thúc video rồi, chị xuống hái tiếp chưa? Nhiều quá, nhiều quá trời nhiều à. Chưa hết nữa. Ê, một đống luôn nè, mà còn một đống nữa đó. Thì lên để cho chị Hai lặt nha, chứ em hái rồi đó. Thôi thì clip tới đây thì Hương Xuân, Hương Nguyệt xin tạm khép lại. Thì cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã coi hết clip. Cái nhà thấy hay thì cho xin một like, đừng đăng ký nha. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn clip sau. Xin chào.